Mình là người đầu tiên đến đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Rõ ràng là thời tiết thứ sáu mới có tuyết mà. À, tuyết đã rơi từ lúc bắt đầu giờ học rồi mà. Hả? Thật sự tuyết rơi nhiều lắm luôn. Hả? Bạn biết có tuyết rơi luôn hả Chanu? Chứ sao, tất nhiên là biết rồi. Sao biết được, rèm kéo lại rồi mà. Là do sự khác biệt về nhiệt độ. Từ tiết đầu tiên, nếu như bạn cứ nhìn qua rèm cửa thay vì nhìn lên bảng, xuyên qua tấm rèm, bạn sẽ nhìn thấy bên ngoài rất rõ ràng sau tiết thứ ba rồi. Giáng sinh cùng bạn bè. Hai, tuyết rơi vậy vậy sao mà về nhà được? Ủa? Đừng lo mà Chô Giòn à, rồi ba mẹ của bạn sẽ tới đón bạn thôi, đúng không nè? Đứa trẻ được yêu thương nhất sẽ được trở về nhà đầu tiên, có biết chưa? Nhanh lên đi con gái à, trễ giờ đến lớp học trượt patin rồi. Dạ, mẹ ơi, hôm nay tuyết đang rơi, con muốn ở nhà nghỉ ngơi. Sao có thể đi trượt patin trong thời tiết như vậy được hả mẹ? Ên Huy à, con có biết học phí bao nhiêu hay không? Đừng có nghỉ học mà. Cậu sơn hôn à, cậu sơn hôn à. Ba ơi. Ba mẹ ông ơi. Ơi, sao ba mẹ lại bỏ cửa hàng mà đến trường đón con vậy? Con trai của ba quan trọng hơn cửa hàng chứ. Cửa hàng đâu phải chuyện lớn đâu. Chúng con chào cô chú. Chào các con. Các con chắc là những người bạn mà Danny hay nhắc tới rồi. Có một chút đồ ăn các con cầm đi. Chúng con cảm ơn cô chú rất nhiều. Danny à, sáng mai gặp lại nha. Tạm biệt các bạn. À, sao mẹ của mình lại đến lâu như vậy chú? Từ từ đã Don Don nè. Tiết đang chơi mà, vì vậy đường xá kẹt xe lắm. Ờ. Trời đỡ gió rồi nè, mình phải chạy về nhà mới được. Mai gặp lại nha. Đợi đã Dương Sóc à, lỡ như mẹ bạn đến trường đón bạn thì phải làm sao đây? Ôi trời ơi, chắc hẳn là thằng bé sẽ thất vọng lắm đây. Ờ, là ai vậy? Có vẻ no nê ha, no nê quá luôn ha. Dạ phải, cái bụng no căng luôn rồi mẹ ơi. Ôi trời đất ơi, không biết con là con gái của ai nữa. Mẹ của Jun Sok phải đến cửa hàng lưu niệm hả mẹ? Phải đó. Chị ấy không thể bỏ cửa hàng được, nên chị ấy không thể đón con trai của mình, thậm chí là vào những ngày như vậy. À, thì ra đây là lý do mà lâu lắm rồi con không gặp mẹ của bạn ấy. Cẩn thận đó con. Con có biết con đang có một cuộc sống rất tuyệt vời hay không? Mẹ của con ở nhà, nấu cơm cho con ăn, lo cho con từng giấc ngủ và còn chăm sóc cho con những lúc như vậy nữa. Và cũng rất hay cằn nhằn con nữa. Con nói cái gì vậy hả? Mẹ ơi, mẹ có thấy có gì đó trống trống không? Cái gì chứ? Bụng của con hả? Sao suốt ngày con cứ cảm thấy bụng trống hoài vậy? Kiên nhẫn chút đi. Ở nhà mẹ đang làm món kim chi ngon lắm, lát về ăn. Không có, con đâu có nói cảm thấy bụng trống đâu. Vậy chứ cái gì trống? Con có biết không có người mẹ nào trên đời này hoàn hảo như mẹ đâu. Phải nuôi ba đứa con, cho các con những bữa ăn ấm cúng, đón các con vào những ngày tuyết như vậy. Mẹ nghĩ mình đã quá hoàn hảo để trở thành... Ủa? Ôi trời ơi, Jun Sok à, em bị cảm lạnh rồi hả? Dạ, em nghĩ chắc vậy rồi. Sáng nay em đã uống thuốc chưa vậy? Nếu cảm thấy không khỏe thì em nên tới bệnh viện đi. Em có muốn cô gọi cho mẹ của em hay không? Dạ thôi, không cần đâu cô, cảm ơn cô, em ổn mà. Em sẽ đỡ ngay thôi, nên không cần uống thuốc, cũng không cần đi bệnh viện. Bởi vì mẹ của bạn ấy rất bận, nên không thể lo cho bạn ấy được. Thật sao? Nếu như em cảm thấy trong người mệt hơn thì hãy nói cho cô biết, được không?
Dạ, thưa cô em biết rồi. Nếu như mình đi bệnh viện, chắc chắn mình sẽ phải tốn tiền. Nè, bạn có thể sử dụng cái này. Ồ, cảm ơn nhiều nha. Ồ, hôm nay anh Huy bị cái gì vậy chú? Cẩn thận đi, coi chừng bị nhiễm bệnh cho mình luôn á. Biết ngay là không tốt lành gì rồi. Anh Huy à, cái gì? Hôm qua mình có nướng khoai lang nè. Hay quá. Nửa bò, nửa bào ngư, nhìn ngon quá đi à. Thiệt không đó, đang nghĩ là mùi vị cũng ngon lắm. Dạ phải. Nè, đem cho Vinset trước khi nó nguội. Mẹ đâu phải là mẹ của bạn ấy đâu, đâu cần làm vậy. Lúc đi chợ, mẹ vừa ghé qua cửa hàng của mẹ Vinset một chút. Chị ấy đang rất lo cho Vinset, thằng bé đang bị bệnh, con có biết hay không? Con có biết chuyện đó, nhưng con đã thấy là bò và bào ngư được nấu nhiều hơn bình thường. Vì vậy con cũng phải được nếm thử một chút. Chị em đâu? Mau ra đây đi. Tụi con muốn ăn cháo. Tụi con muốn ăn cháo. Tụi con muốn ăn cháo. Đừng có làm mấy cái trò trẻ con nữa. Mấy đứa hãy thôi ngay đi, có nghe hay không? Nấu cháo bào ngư rồi còn kêu đem cho Ly Jun sức nữa. Cho cha đu. Bên này nè, bên này. Nè, Ly Jun sức. Không phải là giỡn đó chứ. Mẹ đã nói là bạn ấy bị bệnh, sao bạn ấy còn ra ngoài chơi? Thật là đáng tiếc, mẹ bạn ấy đang bận rộn với cửa hàng. Bạn ấy là con trai duy nhất nên không có ai ở nhà với bạn ấy hết. À vậy sao? Mình còn nhớ là... Các bạn à, chơi đủ rồi, chúng ta về nhà thôi. Được rồi, mình mà về trễ giờ cơm là mẹ mình sẽ không bao giờ nấu cơm cho mình ăn nữa đâu. Duyên Sức à, bạn cũng đi về nhà mà, có đúng không? À không đâu, mình sẽ ở lại chơi một chút xíu nữa. Duyên Sức không về nhà và ở lại chơi một mình. Cho cha đu à, bạn đang làm gì ở đây vậy? Ôi trời ơi, người bạn tốt Duyên Sức à, bạn cảm thấy rất cô đơn có đúng không? Thôi đừng lo, hôm nay mình sẽ chơi cùng với bạn nha. Hả? Chuyện gì vậy chứ? Sao hôm nay bạn lạ quá vậy? Kỳ lạ quá, sao tim mình đập mạnh dữ vậy nè? Cha đu không có nghe thấy đâu chứ? Nè, mình sẽ không mang đi liền đâu, bạn cứ ăn chậm thôi. Tại đồ ăn ngon quá mình không thể dừng lại. Wow, mẹ của bạn tuyệt vời thiệt. Không có bò, không có bào ngư, nhưng mà mùi vị giống y như cháo bò bào ngư vậy. À đúng vậy ha. Wow, đây là ba của bạn hả? Wow, chú ấy đẹp trai quá trời luôn. Bạn không giống chú ấy chút nào hết á. Đúng vậy, thật ra thì ba của mình đã đi một năm nay rồi. Cái gì? Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Thiệt tình là mình không biết. Hả? Duyên Sức à, đừng buồn và cảm thấy cô đơn. Cho dù ba của bạn không ở bên cạnh bạn, bạn phải sống thật mạnh mẽ và can đảm lên được không? Được, cảm ơn. Cha, cha đu à. Duyên Sức à. Duyên Sức à. Mẹ, không, không phải vậy đâu. Không phải như mẹ nhìn thấy đâu mà. Cái gì, mẹ đâu có nói gì đâu. Cô ơi cô, con rất lấy làm tiếc về những việc liên quan tới chú. Hả? Cô đừng có cười nữa được không? Con cảm thấy xấu hổ quá đi. Được rồi, xin lỗi con cha đu, nhưng mà cô không thể nào dừng được. Gì vậy? Tất cả là lỗi của bạn hết á. Đáng lẽ ra bạn nên nói cho mình biết trước là ba của bạn là thuyền trưởng chứ. Thì mình cũng đang định nói chứ bộ. Wow, tất cả những thứ này là... Phải, là ba mình cho mình á. Ba mình gửi từ nước ngoài về. Mà nè, mình không hiểu tại sao bạn phải ra ngoài chơi. Trong khi ở nhà, bạn có quá trời đồ chơi luôn. Cha đu à.
thường xuyên đến đây giảng cơm nha, cha Đu. Dạ, tất nhiên con sẽ đến thường xuyên mà. Mình biết trước rồi mà, mình biết chuyện này sẽ xảy ra. Tại sao mẹ lại nói như vậy chứ? Cẩn thận giùm đi, đây là quà sinh nhật của ba mình tặng cho mình. Vui sắc à, hẹn gặp lại bạn vào ngày mai nha. Hẹn gặp lại mấy bạn. Các bạn à, ngày mốt là Giáng sinh rồi, tại sao chúng ta không tổ chức tiệc chứ? Bữa tiệc Giáng sinh. Bạn nói bữa tiệc Giáng sinh sao? Vui lắm mà nha, nếu chúng ta tổ chức tiệc. Xin lỗi các bạn, nhưng mình không thể tham dự được, bởi vì mình bận phải đến cửa hàng để giúp mẹ mình vào đêm Giáng sinh rồi. Những ngày này chính là ngày bận nhất trong năm của cửa hàng nhà mình đó. Vui sức à. Ê, không có sao, các bạn đừng bận tâm, các bạn cứ chơi vui vẻ đi nha. Hẹn gặp lại, tạm biệt ha. Đợi đã. Mình nói nghe nè, chúng ta có thể tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà của bạn không? Mình nghĩ không có nơi nào tốt hơn nhà bạn nữa đâu. Sao Đu nè, sao bạn lại nói như vậy khi đã biết hoàn cảnh của bạn ấy bây giờ chứ? Đơn đơn nói đúng, Junsuk không thể đến dự tiệc, sao bạn có thể hỏi mượn nhà bạn ấy chứ? Tại sao bạn ấy không thể tới dự tiệc? Junsuk sẽ tham gia dự tiệc cùng với chúng ta. Dạ được, chị đợi một chút. Junsuk à. Dạ, con đến ngay. Dạ đây mẹ, khăn choà cổ đỏ, đúng không mẹ? Ủa, nhìn bên kia kìa, họ đang làm cái gì ở phía trước cửa hàng vậy? Nhìn mấy đứa nhỏ kia kìa, chúng dễ thương quá đi à. Cảm ơn các con rất nhiều nha. Tất cả quà mà cô chuẩn bị đã bán hết rồi, nên cô có thể đóng cửa sớm hơn một chút. Hay quá đi. Cô ơi cô, vậy là Junsuk có thể tham gia tiệc với chúng con rồi, có đúng không cô? Em yêu Junsuk à. Ba ơi. Tạm biệt các bạn, Giáng sinh vui vẻ nha. Cái này đâu có nằm trong kế hoạch đâu. Được rồi cha Đu à, chúng ta rất vui khi thấy Junsuk vui vẻ mà, không phải hay sao? Bạn nói đúng đó Minchi à. Mình nghĩ chúng ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên gia đình mình vào ngày Giáng sinh. Đúng đó. Tạm biệt nha, Giáng sinh vui vẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.